ករណីដែលជិះម៉ូតូដេញកាប់ម៉ូតូមួយគ្រឿងជ្រុលទៅបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតដួលហើយរត់នាំគ្នារត់ដេញកាប់គ្នាទាំងអស់គ្នា ម៉ូតូ 510 ជិះ 4 នាក់ដេញតាមកាប់ម៉ូតូវីរុសជិះ 3 នាក់ជ្រុលទៅបុកនឹងម៉ូតូគប់ ជិះ 3 នាក់បណ្ដាលឲ្យដួលហើយក្រុមអ្នកជិះម៉ូតូរត់ដេញអ្នកជិះម៉ូតូទាំង 2 គ្រឿង ចាប្រហ្វាចពេញតែផ្លូវហើយរត់គេចបាត់ស្រមោលអស់ហេតុការណ៍នេះគឺហេតុការណ៍កាប់ចាក់គ្នានេះខ្លាយទៅជារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 12 និង 25 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈិនចូលថ្ងៃទី17ធ្នូចំណុចមុខផ្ទះគ្រីហុកដេពុកតាមមហាវិថីព្រះមនីវងសង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវខណ្ឌចំការមុនប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុដែលដឹងថាម៉ូតូបង្ក គឺម៉ាក់ហ្វេម៉ារ៉ុយដបហ្វ្រីហ្វុនដាពីរពណ៌ខ្មៅជីប៊ុនអ្នកប្រដាប់ដោយដាវសម្រៃបើកបោះក្នុងទិសដៅស្របគ្នាពីលេខតកើតបានជីដេញតាមកាប់ម៉ូតូយ៉ាម៉ាហ្វេរុសពណ៌ក្រហមលេខខ្មៅជីប៊ុនអ្នកបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូយ៉ាម៉ាហ្វេរុសនឹងភ័យពេកជីះលឿនក៏ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូគប់មូលចាប៉ោហ្វ្លាយដែលជីប៊ុនអ្នកដូចគ្នាធ្វើឲ្យដួលរណុករណែលពេញផ្លូវប្រាប់តែក្រុមអ្នកជីម៉ូតូប
hết nè bạc mặt tô tiền cục mũi đuôi bạc thông minh ở bay nâng nè bạc mặt tô dàm ha phía rút rồi bố thông ngôn nâng nè rùm đầm nai chùm mũi buôn nè tiết ở rộng rồi bố phà hai phía kỳ tầng pi bàn thưa ca cho cha khá niệm bình chọc rưu nè kè lãnh cắt hát đại khang mặt tô dàm ha phong thật khang mặt tô cục mũi nâng cứ mở rối phạm phập đà mà tam bất tới bộ phơi sụp bắp á, cả bầm plain cọp sầm mặn này là tê giống á nè, và tụi bay sóng còn nó chụp đây. Ở đây cả bất phe kỳ khang phi rùa này có thời kỳ đánh vai đây thì, đặc biệt đánh vai có chi lớn có tự bộc mà tôi cục, chà, sóng tự lớn bộc cọt bộc kê đây, chà chà cọt phong, mền mền là nhẹ cặp nâng sóng tôi nói, chà chà mền mền này, nhưng tha ta nhẹ nè cặp kê hai rồi hai rồi luôn bong rồi hai rồi luôn không mà đa ta nè đánh cặp kê luôn ra ta phải mặt ta cái chập cho bởi phần chập ắt cho cứ miền thằng ngày xong kê bà chân bàn tha à lâu chấm nói khăng bao dương để từ ở chân nè nè tôi tên này chuẩn dương ở nghề tránh cứ tha ở đặt tham bên này na khăng dương tàu muốn rút ở luôn bà anh nói chấm nói chân nè bao dương anh khăng anh mình nêu chân thế mày à chân mình nêu cái lạnh cầm phật xì nó ngồi cọt tay ta về khla cầm khla cọt uất áng bị chậm nói khăng bà tay nhẹ khla cái chụp chụp cái này sợ bái cái này dễ bị rương rột xì ở lâu này ấy nhờ dễ ở đường lan để nom châu bỏ man nó ấy nhờ lâu nó bỏ man nó cần mấy à anh cứ thả lâu cứ trâu ca lan bỏ phết nữa cứ nom mà phết nó mới một lúc đại chứ ngay cái chụp cái này chẳng tay nhẹ khla ở đây à từ đó đập búp clam cho mũi cái đập pel ai bắt đạn nào chui đi còn xe soi đó ai cho mũi anh đánh ta cả la lên đến tiếng anh đang vay mày cái mày sao mà mày cũng trong chui mũi anh anh tình yêu vay mà ai rồi hãy cái uột về đường khăn là uột đường khăn ô mày muốn này muốn tôi đo căng tôi đo là khẹt mũi nó anh đập pi cơ bắt tiếng tiếng mà ừ khuyên anh nên mỗi anh ấy bảo ấy đâu mà giọt khá chọn màn cho nào mấy đã bị tên nó chọn màn cho nào thông tin mà có quạt ở đây quạt trong chân lô quạt trong chân lô cục và ta bất hợp tiền tiền nữa anh ấy quạt ta bảo ta dị ôn quạt chết đó lại mà chồng bằng hai ta dị ôn quạt chết đó lại ngày xa mà có đó nè mà chẳng thấy công tôi chọn liên như anh chân lúc ấy công dụng của chân mà dương tiền lái công tôi chọn ấy chân chân chưa khi ông này mà nè ai khăng ai còn chưa cho mọi anh tóc bôi rồi mà bà chân anh à chân anh cái thằng dưới tôi chạy ở chỗ bà mũi phật xì nè nè để phật xì phật nó cứ sập bằng khăng nè để phật xì cứ bàn đây ta chúa thập phật xì cứ sập bằng khăng vậy đấy bàn bàn đây thá cứ nè nâng phật hái bàn xì khỏi tại bệnh gì bệnh đường xì phật anh nói là cái xì hái bàn cái phật nó như chạy đại chẳng những mệt bẹp bẹp chẳng ta phật phật si anh si phật khó khăn nhất tôi chạy ở đây và nè phật si cứ sờ vâng mặc crom nó sờ vâng tặng ọt mà và ai mà thằng nè si phật anh nâng cái si hai bàn cái phật cái khám thì chết về hướng cả nghề vì si phật cái chết chẳng chắc ọt sờ vâng chết nhá ừ anh giờ phun ngày na
chui mưa anh mũi mà hả nhóm ấy bởi nhóm ấy anh chui anh mưa mũi mưa mùi tiết mà chui nha nên đi ai hẹt đấy ai hẹt đang ngày xa ai chồng gì ôn lẹ chỗ mấy đi xa mà mặt mấy chồng gì ôn lẹ chỗ mấy từ bên đây chứ từ đây tới đó mấy cái phọ khay chưa môn chân cắt phọ cắt phọ này mai về ăn miên cho lòng li ốp cá tập tè hay lắm béo sao tao miên anh cream bơ đi luôn bà thân chỉ lắm mà nước bàn thầy bà mình chỉ lắm đi ôp cá là ai chỉ lắm là na tập bật lạ lên lan lên khâu sleep biết nó lạ lên ăn gói đó chọc rồi anh miên đây nữa anh lắm miên chẳng bàn ta xong ơi nè là bà thà nát là thà ban chỉ bật đấy không bật li ô ấy lù hó đã cái đã ngày cưới xưa ngày cưới xưa mà cha lan mong mình chọc cả nạt mà ớt xưa chẳng tới mà thằng thì tự đã li ô cái gì có miệt man mới nó chênh mà ploy mà anh ấy bắt chờ anh miên kia xưa miên kia xưa cho chôm lệch lan lấy cái miên đại chẳng này cái này bạn cứ út đâu vậy cái út út là út khao li ô chọc lạ lệch lan là mày tiếp vậy và miền đường chợ tiệt để xây xây khang đi quạt xù một nhom xù một nhom tiệt tông đường đường quạt thà quạt xù nhom trẻ miền xây xây quạt quạt một đó xù một nhom vận tải nhom pe khắc của nhom tàu phải đo dự bò lại quạt đây thì mấy nhom yul khơi thà stray pe dương tàu tập phải đo dự bò nát đấy là tuần lùm tuần lưới hơi đầm bấy sờ vặt tập hiệp luôn quạt quạt thà lúc thì ta thôi rằng mấy đầm bấy không ở kia lùm bàn vận tải cắt xuống chúng ta vô lõ ở cái thứ khâu đáy rồi hết chạy sau rồi lấy lì ô đáy chạy sau rồi lấy nó còn ai bà bạ với đang mà xin đi kháng chú mô khuyên ta sau rồi lấy cho với chọp xong không có nói ta nạt tiết á đáy chứ ngay tự nhiên gì lên ngày nắng phải chuyện là cốt ảnh miến kê phần lật đi ô đại men à nâng ta càng nào về căn ta giả hào tao à nâng về trâu miên li ô đại chứ và tại vì ta càng nào đặt li ô đại chứ đào tức khen che cập lâu à liệt cái liếm anh tăng à liệt cái liếm anh tăng vào một tù đào khổ nồng à mới là mạch liệu không anh ta hết ta mà rước đi nó có mọi người nghĩ chớn đi chà là hiện cho tới cạnh này mới tiết cư rồi dân cam rí chlám bọt chvên tự bọc nằm tô vi vá mình miền rộng rộ bú ở rộ bú ta thẻ bài chà ế kron tù pháp cư phong phùm nó nằm rồi đập đà là mà tô vi vá chi lươn và ơ nông rộ dân cam rí chlám bọt chvên tự bọc bằng đà là ai đúa ta mình miền rộng rộ bú tê ta chú tù pháp mà chi một cương bạch ấy cần mà cha rồi chốn phong phẩm non nó mà rồi đập đờ la mình chập riêng kêu thằng này ban cả la nơi về liền mặc đắp pram thì giúp thay mặt thay đắp pram mối thưa nơi chấm loại mà hà về thay pram này red cây pleb bê tông phun làm nạ thông phần cắt sang mình chơi khăn mình chơi phạ phay đại khơi hạt cá nó lại đang tha rồi chốn cam rich lam po tật bệnh bạc bò ta mà hà về thay pram này red bị cắt tật lách phọc khné chấm mối nâng mà tô vi ba po khăm ấy đại chi pin hay mặc đo chấm loại cắt hai rồi chốn bắp chén chấm tới pleb bê tông cọp chuôn mà tô chi lươn đá chả thưa ao rồi chốn nó bắp tự bọc mà tô đúa tay mình miên rong rồi bô cron tại bay ấy cron tụt pháp mà ở chi một cương cái bê cắt hai mà cha tụt pháp ăn tia phẩm nón nó mà rồi ha chả rồi ha phẩm đờ la nó tay nẹp bao rồi chốn phong phẩm nón cứ mà rồi đập đờ la mình chập rương bà đập mà rồi đập la chập rương đó chả bà lấy dương phải chọp rương đằng đại tử bà một khi phải chọp rương mà rồi lại chọp hai lấy dương nghiệm mà mưa xà clay này món bà xa khay ní cứ một bị hàng km lệ bầm mùi bà khăn ông phùm cầu cố sân cắt được xây cao khăn được xây cao quạt phát đâm phá nhau anh chê phá chìa bộ đoạn mà ní quạt đồn nâu khăn phùm cầu cố km lệ bầm mùi sân cắt được xây cao quạt xông chê tao khăn ở nhà thô chùi mưa phong phùm khung sơ bạc tập hiếp ai na tới phum khum sơ bát tập hiếp và phum khum nhom có phung tam miên cầm khmer hạt cao khmer chuyên đồ cương nhiên hơi nâng là bánh bình phum quạt thai chăng anh chăng quạt thai xong ơi khang mê po sân cát ở xây cao nâng công ngọc thực hiện pi
ບາມືປະຊາພົນພ້ອງກໍລຸມະນະແຕກຕອງບັນຍາສັນຕິສຸກບານີ້ຄັງສັງກັດໄສກ້າວລູກເມປໍໃຫ້ຊ່ວຍມືກໍພ້ອງກໍຖ້າທາງລູກເມປໍອ້າຍຖ້າໂດຍເລື່ອງສະປຶກກໍຖ້າຈັ່ງບາສະປຶກແມ່ນອັດນັ້ນຍົກມັນດັງແດ່ກໍຖ້າສະປຶກຈັ່ງເຄິງເຄິງເປັນພະແນນຢູ່ໄປຈັ່ງມັນສະປຶກຈື່ງ บ่าจังลูกเมปอยสิมิกบ่กอดบ้านสนมโปจังให้สมอ้อยมือพองกอดทาผู้ออดเซาละบาดประมาณเด้ถ้าปอนั้นกอดจ้าวจังบ่าให้มันนั้นจีแนะภูมิกราวกูนั้นให้ในក្នុងสังกัดไสแก้วนั้นจ้องตําแหลกกําหอให้ลือกอดเด้ไห้บ่าឥឡូវเรื่องตําแหลกหรือมันตําแหลกខ្ញុំអត់ដឹងទេណាតែគាត់នេះជាការជូនដំណឹងឲ្យលោកមេប៉ោះ សង្កាត់សៃកែវបាទបានជៀបជាព័ត៌មានគេថានៅប៉ោះសង្កាត់សៃកែវក្នុងចំណោមខណ្ឌសៃកែវនឹងមានប៉ោះនឹងមួយស្ពឹកជាងគេបាទគាត់ថាអញ្ចឹងតែចាំមើលប្រហែលជាបើសិនជាសារបស់ពជាពលរដ្ឋគាត់ដាក់ទៅអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងមេប៉ោះត្រូវពយល់របស់យើងវិញហើយទៅប្រាប់របស់យើងវិញហើយដើម្បីកុំអោយមកសង្កាត់គេតម្លាក់ទៅលើគាត់ហើយគាត់អត់បំភ្លឺមកវិញអានឹងមិនន័យថាគាត់ แม่นายจ้ะบ่าอันนั้นอันนั้นปานนั้นลูกเมป้อน่ะគាត់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងទៅឃើញលោថាលោកមេប៉ោះអត់បានជ្រាបអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃការងារក្រុមប៉ោះរបស់លោកវិញយ៉ាងម៉េចបាទហើយទាំងមិនមែនទៅដល់ទៅលើតែមេប៉ោះមួយទេអានឹងកាលណាការងារសវត្ថិភាពសវត្ថិភាពភូមិឃុំអីគឺទាំងចៅសង្កាត់ទៀតផងចា៎បាទមិនមែនសំដៅទៅលើគ្នាមេប៉ោះពលីឯងចៅសង្កាត់ក៏រួមគ
ពោះគឺរួមគ្នាបាននៅមូលដ្ឋានរួមជាមួយនឹងមេភូមិមែនទេដើម្បីរៀបការហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏រួមគ្នាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យខាងមេភូមិឬក៏មេប៉ុស្តិ៍ឬក៏ចៅសង្កាត់បាទប៉ុន្តែគាត់មិនតែគាត់រៀបការជាអត់ទៅនឹងរៀបការឲ្យណាគាត់ថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យខាងមេប៉ុស្តិ៍សង្កាត់ឫស្សីកែវបាទហើយសារមួយទៀតគឺមកពីខាងសាលាវិទ្យាល័យ ច្បាមអំពៅនេះចាចិត្តយើងច្បាមអំពៅខណ្ឌមានជ័យបាទលោកនាយកអើយសូមជ្រាបជាព័ត៌មានប៉ុន្តែគេសំដៅទៅលើលោកគ្រូម្នាក់បាទអាណាព្យាបាលម្នាក់មិញគាត់បានប្រាប់មកខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាមន្ត្រីរាជការដែរបាទគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគាត់ថាលោកគ្រូឈ្មោះហេងសុខហេង ហៅគ្រូច័ន្ទចៅបាទបានយកកតាបកូនបានកតាបរបស់កូនគាត់ដែលរៀននៅវិទ្យាល័យថ្នាក់ទី12បាទយកទៅបាត់អត់ប្រាប់ពីមូលហេតុហើយកូនគាត់មានលុយ 30,000 នៅក្នុងកតាបនោះបាទអានេះ30,000រៀលទេចុះបើសិនថ្ងៃក្រោយលោកគ្រូលេងយកបើគេទៅចោលទៅបាត់ចឹងអត់ឲ្យគេវិញមកគេចោលថា 30,000 ដុល្លារទេមិនយល់ចាចាបាទມັນងាប់បាត់ហើយហើយគាត់ថាពេលលោកគ្រូហេងសុខេងយកទៅនឹងអត់មានបានប្រាប់ ថាមូលហេតុអីទេយកកតាបកូនសោះចេញទៅយកទៅបាត់អាលុយនឹងក៏មិនអោយវិញហើយអាមូលហេតុពីការនិយាយថាយកកតាបកូនសោះទៅធ្វើអីហើយមកទល់ពេលនេះពីអតីតហើយសុំទៅសុំក៏អត់អោយដែរបាទដឹងយ៉ាងម៉េចបាទមូលហេតុអីអើលោកគ្រូហេងសុខេងយល់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចទៅលោកគ្រូច័ន្ទចៅបាទអាណាព្យាបាលគេប្តឹងមកចឹងហើយឥឡូវនេះថាលោកគ្រូយក កតាបកូនរបស់គាត់អត់ឲ្យសោះមានលុយ30,000នោះមានតែ30,000នោះផងអើយអានេះដឹងយ៉ាងម៉េចទេដឹងមូលហេតុអីបានជាលោកគ្រូគាត់យកទេប៉ុន្តែវាមិនដែលអត់មានហេតុបានគាត់យកទេមិនចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏មានហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវយកបោះគេទៅទុកចោលដែរបាទកូនសោះវាមិនដល់ឋានៈណាមួយបាត់ល្មើសបាត់ល្មើសព្រមតើគេចាប់ចាប់ចាប់ដាក់គុកបាទហើយបើសិនជាគាត់ត្រូវលួយគេអានឹងវាត្រូវពាក់ព័ន្ធមួយប៉ូលីសគេចាប់ បាទបើតែដល់លោកគ្រូលេងយកកតាបគេទៅទុកចោលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូជៀបជាព័ត៌មានណាអាណាព្យាបាលគេកើតទុកមិនសុខចិត្តចំពោះលោកគ្រូបានយកកតាបកូនរបស់គេដែលមានលុយចំនួន 30,000 ដុល្លារ 30,000 រៀលបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណណាទូទាំងនៃជននេះដោយសារជាសារខ្លីៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឲ្យត្រាក់ដឹកនាំខាងលើបានជៀបជាព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ